Top 5 cổ phiếu được nước ngoài săn đón nhất. Phần 1, TCB, ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Giá chênh, nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng trả cao hơn 15% so với giá thị trường tại ngày 20 tháng 9 năm 2022. Lý do 1, phát triển vững chắc, ứng dụng công nghệ mạnh với cái tỷ lệ nợ xấu rất thấp, chỉ khoảng từ 0,5 đến 0,7%. Thứ hai là lợi thế huy động đầu vào giá rẻ với cái tỷ lệ CASA cao nhất Việt Nam, tức là tỷ lệ vốn huy động không kỳ hạn ấy. Lãi suất phải trả rất thấp, chỉ khoảng 0,2 đến 0,5%. Thế do đó là cái giá vốn huy động của TCB chỉ khoảng từ 2.1 đến 2.4%, thấp hơn rất nhiều so với trung bình khoảng 3.5% của các ngân hàng khác. Và thứ ba là định giá của cổ phiếu TCB rất hấp dẫn với PB bằng 1.15, PE bằng có 6 lần. Và triển vọng tương lai của TCB được đánh giá là rất sáng sủa với tăng trưởng lợi nhuận từ 15 đến 25% trên năm trong 5 năm tới nhờ 1. Cái hệ số an toàn vốn của TCB rất cao, thì do đó họ được tăng trưởng tín dụng nhiều. Thứ hai, họ ứng dụng công nghệ rất mạnh, từ đó khiến tiết giảm chi phí rất là nhiều. Lấy ví dụ như thế này, với năm 2022 chúng tôi cho rằng lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên của TCB có thể đạt khoảng độ 2,2 tỷ đồng, trong khi trung bình của ngành là khoảng 0,8 tỷ đến 1,2 tỷ mà thôi. Một trong những nguyên nhân lớn là nhờ ứng dụng công nghệ, họ tăng trưởng rất mạnh nhưng mà nhân viên chỉ cần tuyển thêm rất ít. Và ở Techcombank thì cái khối về công nghệ thì tăng nhân sự rất mạnh nhưng mà khối kinh doanh thì lại giảm rất nhiều. Và thứ ba nữa là Techcombank luôn đi đầu trong các cái sản phẩm dịch vụ mới, từ cái việc là bán bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam, rồi đến cái việc gọi là phát hành trái phiếu trong cái dịch vụ ngân hàng đầu tư này, rồi tiếp theo là đến việc miễn chuyển tiền, phí chuyển tiền khiến CASA nâng cao này, rồi là ứng dụng công nghệ, vân vân.